Kèo này bây giờ tiếp tục các bạn ơi. Ôi cơm vợ cơm. Hoàng Âu, Hoàng Âu, độc lập. Kỳ thi ghét. Bên kia bây giờ chấp 2 điểm luôn các bạn ơi. Vô ăn. Mập cho tiếp mập. Vô ăn. Bình luận viên không giới thiệu bình luận viên gì nữa. Nói chung là ngày hôm nay anh Đại Lâm bệ mọi nha các bạn. Bảo đảm là anh Đại Lâm. Đứng đây đọc điểm. Mày đếm 2-0 luôn đi. Không? Chính Hoài, chính Tâm, anh hay quá nè. Nè, tao mày nè. Coi luôn. Chờ lúc nha. Rồi. Bên này giáp hai điểm. Mày làm đâu? Trong còn 5 gói nè. Làm sang trong. Nay đi làm cho Đại Lâm nha. Đại Lâm đối đầu với Thanh Hóa. Qua hai cho cái đầu của Đại Lâm. 1-0 cho người Đại Lâm. Đại Lâm còn 2 gói. Đếm đi, đếm đi. Tính nguyên điểm chấp vào 3-0. 3-0, 3-0. 3-0 cho Đại Lâm. Điểm lớn lên. Vâng. Nhưng mà đếm 1-0 thôi, bên kia bắn qua. Vì bên 3-0 đi đến 15 tới. Đếm lớn lên. Điểm bóng cho Đại Lâm 3-0. Đây là sân đồ thừa tự. Mày nói nhỏ quá ai nghe đâu. Bực. Quái. Chết tôi. Chạy vô. Trời ơi. Đại Lâm đã tự sát tại Đắk Lắk. 1-3. Lấy đi, sợ gì đến 15. Đại Lâm bên đại đó, bên kia đại đó. Chết cái gì mà xẹt qua bằng thô đủ ăn, còn gì mà xẹt chết. Chết 4-1. Bên Đại Lâm đang dẫn điểm nha các bạn. Bên Thanh Hóa chấp Đại Lâm 2 điểm. Hai kỳ. Qua tốt. Thành vô. Điểm bóng 3-4. 2-4 à? À 2-4 hả? Mày xuống này, ok. Mày không hô được. Mày 2-4. Nó to lên. 2-4. Từ đó lấy bóng 4 trong cây rồi từ đó. Cái thằng này. Giỡn à. Chạy nha em. Chạy cho gây sân cho nó không tiền nè. Mày lấy chân sau nằm đi mày nói ta. Điểm bóng 2-4. Hàng đang vô quá trời các bạn ơi. Quá ghê luôn. Cái đầu chết tôi. Quá hay. Rồi. Chết tôi. Cái đầu quá hay cho Đại Lâm các bạn ạ. 5-3. Đại Lâm vẫn giữ được 2 điểm chấp của mình. Một pha ủi bóng ra ngoài của Thanh Hóa. Hàng nó vô quá trời. Trời ơi. Cái kia đã giữ sang sinh. Em biết mình là buông đánh ba bác mới ăn được ô vợ. Chết tôi, Đại Lâm. Trời ơi, quá dễ cho Đại Lâm. Thế đâu? Hay quá. Trời ơi, vẫn không chết. Tập bên này quá hay. Đúng rồi. Anh sát. Quay quay có đây ghi được rồi. Còn ấy. Vô đấy. 50 à. Ừ. 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 Ừ.
đây là bay đây này, mỗi thằng có 3 cây. Để đâu kẹt. 5-6 cho bên Thanh Hóa nha các bạn. Đuổi đâu? Vô. Tao ủng qua luôn. Tốt quá. Anh đi. Cái chân quá hay của Đại Lộc. Vô. 5-6 và bên này đã gỡ lại được một điểm chấp nha các bạn. Ồ, một pha tự sát tại lấp lát của Đại Lâm. Bắt ba đã tới. Đã tới bắt đa. Đắng. Sáu điều nha các bạn. Bóng 6 điều. Điểm bóng 6 điều nha các bạn. Quá hay cho cái đầu của Đại Lâm. Điểm bóng 7-6. Đại Lâm đang dẫn một điểm nha các bạn. Cặp kỳ này quá cứng luôn. Trời ơi, cái giò. Chết tôi. Chết tôi. Lực cái gì ở đây thì lực. Tám sáu nha các bạn. Thở hết nổi rồi các bạn ơi. Đúng là già cả có khác các bạn. Kèo này bạn đã lâm vô tổng cộng gần 10 cây mới gây các bạn ơi. Lì quá là lì. Thật sự kè là đúng ghê mà, gần 10 cây không đùa. Tiếp điểm đi em nhau. Cho vô gần 10 cây nha bạn. Đại Lâm đang cố gắng hết sức cứu chữa. Đúng không? Làm sao? Cái đầu quá hay của Đại Lâm nha các bạn. Đứng cao á. Nhảy hết rồi, cái đất nặng cái đầu. Đại Lâm bơi rồi mà bánh bánh hay các bạn ơi. Bơi vào bờ rồi. Đứng sao? Ok. Bóng 96. Quay mẹ rồi. Hết đây. Đại Lâm đã hết tiền. Quá hay, chú Bành quá hay. Ngoài xíu. Cái Bành đánh ra ngoài nha. Ngoài là ngoài. Ngoài cho đầu chọc lại cha. Anh lại có dấu Bành, tôi không qua chứ mình đứng dấu Bành còn dấu không? Ngoài sao? Ông Tài xác định Bành ngoài. Ngoài mẹ rồi. 06. Đánh 15 tới nhưng cái đầu quá hay. Quá ghê. Cái đầu quá ghê gớm. Cái đầu quá ghê thì các bạn. Gần 10 cây các bạn mở máy rồi các bạn cho chắc. Ai về Độc Lập ăn quán ốc của Hoàng Ô nha. Ok nhiều ốc, nhiều ốc bò. Một sao. Thật sự mệt rồi các bạn ơi. Đại Lâm với Hoàng Hôn cũng gần 100 rồi các bạn ơi. Không rẻ các bạn ơi. Bạn ở Đại Lâm cũng vậy các bạn ơi. Gần 50 hết rồi. Không luôn. Một sao. Đất tôi. Làm cái gì? Không được. Không quay cái mặt của mày lại đi. Không quay cái mặt làm gì? Thì ra cái mặt mày có giống cái đầu mà. Trái bành phát tự sát của Đại Lâm. Bây giờ đầu dò lại phải bao cho bên kia. Trời ơi. Quá nhớ. Hai bảy.
27 là mình chặn 5 quả các bạn. Rất chi là an toàn à. Để cho anh mượn lấy. Anh rồi. Đây là anh đen đây các bạn. Chuối chưa? Em vô coi bình thường đi. 7 28. 82. Nhưng nó được điều gì? Thứ gì chịu nổi? Bành ngoài các bạn này. Chín hai điểm bóng bên Thanh Hóa. Trong ngắn 7. Mày tập trung vô kỹ đi, bột hai trái ăn luôn đi, cúm gì? 39. Bên kia bình Trung Quốc nha các bạn. Yếu hết bình. Hai người hết pin cả rồi. Đó, không có theo nghìn nào ăn cho Nam Si. Chơi vậy các bạn là anh. Chết mẹ rồi đó. Do. Mẹ thôi. Xong. Trời ơi, cái bành giữ đại lầm vẫn nhảy 4 mét vì đợi đầu lên đến nơi nha các bạn. Bốn cặp này luôn. Có tiền tôi cho chứ làm gì ai cấm. Quá ghê cho cái đầu của đại lầm nha. Con sợ bên đây làm cái kỳ chơi với các bạn quan ốc cây ốc bò cái kỳ bên này làm hơi yếu nha các bạn. Thế nào còn ngô anh có phải cây nhiều vô hàng là gần 15 cây nha các bạn. Bạn ơi. Tự sát tại Lập Lan. Cây kỳ hơi nhiều quá các bạn ơi. Cái kỳ gì đi đánh độ mặc quần dài à? Nhìn không có dáng thể thao gì. Vâng, người đang đi lượn trước máy ảnh đây là Hùng Lục, cao thủ Kỳ. Đã từng đối đầu với Long Kỳ tại cầu Tre. Quá hay. Hay gói, tập trung quá ghê giúp chơi nhiều. 10 cây luôn các bạn. Qua ghê, vô bờ. Hùng Lục kia cho em, đội gặp cặp đó.